Dạ kính thưa quý thầy cô, quý anh chị đồng nghiệp thì tiếp nối phần trình bày định vị ổ động kinh của thạc sĩ Minh An thì sau đây em xin phép trình bày ca lâm sàng phẫu thuật động kinh Thái Dương đã được tiến hành tại đơn vị động kinh Bệnh viện Nguyễn Tri Phương trong năm 2020 ạ. Dạ như chúng ta đã biết thì động kinh là một cái rối loạn thần kinh thường gặp, nó chiếm 1% dân số, trong đó thì khoảng 1/3 số lượng bệnh nhân thì không đạt được cái tình trạng không cơn. Như cái biểu đồ trên đây là có 36% thì bệnh nhân sẽ không đạt được tình trạng không cơn với hai thuốc động kinh trở lên ạ. Thì trong năm 2020 thì đối với luận văn tốt nghiệp của bác sĩ nội trú Nguyễn Hoàng Yên Phương được tiến hành ở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương và Đại học Y Dược cũng ghi nhận là có 20% bệnh nhân là khám trị. Thì đối với một bệnh nhân đã được chẩn đoán là động kinh khám trị thì chúng ta vẫn có thể có nhiều phương pháp điều trị tiếp theo. Thứ nhất là chúng ta có thể tiếp tục sử dụng các thuốc động kinh thay đổi hoặc là thêm thuốc thứ ba hoặc thuốc thứ tư. Bước tiếp theo nữa thì nếu như chúng ta xác định được ổ sinh động kinh thì ta có thể tiến hành phẫu thuật cắt lấy cái xăng thương hoặc là cắt các liên kết. Chúng ta có thể sử dụng các phương pháp kích thích thần kinh như là kích thích thần kinh 10. Thì đối với phương pháp này hiện giờ thì chúng ta chưa có, và cuối cùng đó là chế độ an sinh ketone, thì các phương pháp này thường được sử dụng ở đối với động kinh bên nhi. Thì trong năm 2020 thì đơn vị động kinh Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cũng tiến hành đánh giá phẫu thuật động kinh được 30 trường hợp, trong đó thì đo điện não video kéo dài từ 1 cho đến 4 ngày. Số ca được đánh giá và có thể phẫu thuật được đó là 10 ca, 10 trường hợp, trong đó thì cắt thái dương trước là 6 trường hợp. Đó đây là những trường hợp mà xác định là có sơ chai hải mã. 4 trường hợp còn lại được phẫu thuật đó là loạn sản vỡ não và u rác thấp. Thì kết quả theo dõi sau đó thì đối với thái dương trước thì không có cơn. Cắt xăng thương thì một trường hợp đã giảm số cơn, giảm chưa tới 50%, 150% số cơn, hai trường hợp còn lại là không cơn. Và trong đó số ca sử dụng đo điện não bề mặt trong phẫu thuật là 4 trường hợp. Dạ thì ở phần trước thì thạc sĩ Minh An đã trình bày hết cái phần này rồi, thì em chỉ nhắc lại là khi mà trước khi phẫu thuật thì chúng ta phải xác định được cái ổ sinh động kinh dựa trên 5 hoặc 6 cái vùng định vị trước đó. Dạ. Em xin phép vào ca lâm sàng thứ nhất. Đây là một bệnh nhân nữ 21 tuổi, thuận tay phải, động kinh từ năm 13 tuổi, tiền căn đã có số co giật từ năm 18, từ lúc 18 tháng tuổi. Thì cơn dạ cho chạy video giúp em ạ. Dạ thì cơn động kinh thì trước cơn bệnh nhân có triệu chứng khó chịu vùng thượng vị. Trong cơn thì chúng ta thấy trên video là bệnh nhân có mất ý thức, có những cử động tự động ở tay phải và tay trái thì có dystonia. Thì cơn bệnh nhân có thể như thế này, mất ý thức và sau đó thì hết cơn, hoặc có thể chuyển sang cơn co cứng co giật với xoay đầu mắt sang phải. Thì với cái biểu hiện lâm sàng như vậy thì chúng ta xác định được cái ổ sinh triệu chứng của bệnh nhân là vùng thái dương trong bên trái, thái dương trong bên phải ạ. Bệnh nhân này đã được điều trị thuốc chống động kinh với hai loại thuốc phối hợp, đó là carbamazepine và levetiracetam, nhưng mà với liều điều trị phù hợp bệnh nhân vẫn có từ 2 đến 3 cơn động kinh một tuần. Bệnh nhân được xác định là động kinh khám trị và được đưa vào đánh giá trước phẫu thuật. Điện não video được đo trong vòng 48 giờ thì ghi nhận sau hoạt động ngoài cơn, ngoài cơn ghi nhận các gai hoặc có sóng nhỏ vùng thái dương trước hay bên ưu thế bên phải hơn so với bên trái ấy ạ. Dạ ở đây thì mình sẽ thấy được các hoạt động dạng nhọn và sóng ở thái dương trước bên phải ạ. Từ đó thì mình xác định được cái vùng mà kích thích trên bệnh nhân này là vùng thái dương trước hay bên. Dạ. Và trong đo điện não 2 ngày thì ghi nhận được 5 cơn động kinh với kiểu hình giống nhau. Và điện não thì ghi nhận là có hoạt động delta từ thái dương. Với 2 cơn thì mình không xác định được bên, và 3 cơn là từ thái dương trước bên phải lăn ra. Dạ, ở đây thì mình thấy so sánh giữa hai bên thì mình thấy thái dương trước với bên phải thì sóng nó từ có những cái sóng chậm delta trước rồi sau đó nó mới lan qua hết bán cầu phải và cả hai bên ạ. Dạ thì với cái điện não trong cơn thì mình xác định được cái vùng khởi phát cơn động kinh là vùng từ vùng thái dương trước bên phải. Dạ kết hợp sau đó nữa là kết hợp với hình ảnh học, thì ảnh học đây là chụp theo rotocone động kinh, bệnh nhân có chụp cái T2 flare theo cái trục của thái dương. Thì xác nhận trên hình ảnh học ghi nhận được là có cái teo hải mã thái dương trong ở bên phải ạ. Ngoài ra thì bên cạnh việc mà những cái hình ảnh học điện não thì bên đơn vị động kinh của em còn đánh giá một cái nữa, đó là đánh giá tâm lý thần kinh. Thực ra thì cái bộ này là mình cho em mượn ở bên sản xuất trí tuệ, bởi vì mình chưa có một cái bộ chuẩn hóa. Thì đánh giá trước phẫu thuật như thế này thì bệnh nhân không có thăng bất kỳ về bất thường về trí nhớ gì ạ.
thì tổng hợp tất cả những cái thông tin trên lại thì mình sẽ có là gì? À, bệnh nhân có triệu chứng cơn là khởi phát từ thái dương rong bên phải, xong đi tiền não ngoài cơn là vùng kích thích là thái dương trước hai bên nhưng mà bên phải ưu thế hơn bên trái. Dạ. À, xong khởi phát trong cơn thì là từ thái dương trước bên phải. Sang thương thấy được trên hình ảnh học là sơ hải mã bên phải và cái khiếm khuyết chức năng thì không ghi nhận. Từ đó thì từ những yếu tố trên kết hợp lại thì vùng sinh động kinh khả năng cao nhất sẽ là vùng thái dương trong bên phải. Dạ. Thì đây là một trường hợp động kinh cục bộ khám trị xác định được ổ sinh động kinh không có ảnh hưởng vùng chức năng thì mình đã tiến hành phẫu thuật cắt thái dương trước. Dạ, cắt thái dương trước thì mình hai trường hợp đối với bán cầu không ưu thế như trường hợp này là bán cầu bên phải thì mình sẽ cắt tối đa là từ 6 đến 600 năm. Đối với thì mình chỉ cắt từ 4 đến 400 năm. À, thì đây là hình ảnh của bệnh nhân sau phẫu thuật ạ. À. Đây là hình ảnh sau 3 tháng phẫu thuật thì mình thấy cái thái dương trước đã được cắt trọn toàn bộ ạ. À. À, sau khi mà phẫu thuật xong thì kết quả cái để em vẫn gọi ở giải phẫu bệnh để xác nhận cái xăng thương này là gì thì cái kết quả ghi về là có sơ hải mã và có một bằng loạn nghịch sản vỏ não nữa ạ. À, thì sau khi phẫu thuật bệnh nhân vẫn được tiếp tục điều trị với thuốc chống động kinh trước đó thì đến thời điểm này sau 5 tháng phẫu thuật thì bệnh nhân không có cơn. À, các thân viền vị trí nhớ thì chưa ghi nhận, tuy nhiên thì chúng em vẫn sẽ đánh giá lại cái trí nhớ sau phẫu thuật 6 tháng. À, đo thị trường bằng máy thì ghi nhận có âm điểm 1/2 trên ngoài mắt phải nhưng mà không có triệu chứng ạ. Dạ, em xin phép qua ca lâm sàng thứ hai. Bệnh nhân nam 20 tuổi cũng là thuận tay phải, khởi phát cơ động kinh từ năm 12 tuổi và tiền căn cũng có số co giật lúc 2 tuổi. À, cơn động kinh thì bệnh nhân này phức tạp hơn, có hai loại cơn. Cơn thứ nhất là bệnh nhân cảm giác hồi hộp, đau lắng, sợ, khó chịu vùng thượng vị, có ảo giác thị giác. Sau đó thì bệnh nhân mất ý thức, có những cử động tự động, nhai, chép môi, vân vê ngón tay. Yeah. Cơn loại 2 là cơn thường xảy ra trong lúc ngủ không có tiền trước đó. Bệnh nhân thường xoay đầu sang bên trái lúc khởi phát và có chuyển sang cơn co cứng, co giật toàn thể. Cơn thì kéo dài 1 phút, sau cơn thì lúc lẳng không ghi nhận là yếu liệt hay là mất ngôn ngữ. Dạ, thì đây là cái video của cơn loại 1 của bệnh nhân. Thì lúc này bệnh nhân là mất ý thức, có những cử động nhai ở miệng và cử động vân vê ở ngón tay. À, thì đối với những cái biểu hiện lâm sàng như thế này thì cái vùng sinh triệu chứng của bệnh nhân thì khá là rộng. Có thể vùng thái dương trong, ngoài, bên trái và có thể một phần của thùy trán ạ. À, bệnh nhân đã được điều trị với nhiều loại thuốc khác nhau và điều trị đến thời điểm hiện tại là levetiracetam kết hợp với ốc vọc bazepin nhưng mà tần suất cơn vẫn là 1 đến 2 cơn trong vòng 1 tháng. Bệnh nhân được xác nhận là động kinh khám trị và được đưa vào đánh giá trước phẫu thuật. Thì bệnh nhân đã được đo điện não video 4 ngày. Trong đó ghi nhận hoạt động ngoài cơn là cũng gắt gai hoặc gai sóng thái dương trước bên trái ạ. Dạ, ở đây mình sẽ thấy các hình ảnh các gai nhỏ và sóng ở thái dương trước bên trái ạ. Thì với cái hình ảnh này thì mình xác nhận được là vùng kích thích là vùng thái dương trước bên trái. À, điện não video thì ghi nhận được 3 cơn động kinh giống có loại số 2. Điện khởi phát đó là các gai liên tục từ S7 T1 vùng thái dương trước bên trái lan ra. Dạ. Ở đây mình sẽ thấy các hoạt động dạng gai liên tục xuất hiện từ thái dương trước lan ra. Thì từ đó mình sẽ biết được cái vùng khởi phát cơn động kinh là vùng thái dương trước. Nhưng mà với cái kiểu khởi phát của bệnh nhân, cái điện não này là gai liên tục thì mình gợi ý nó là vùng vỏ não mới. Dạ, thì bệnh nhân cũng được tiến hành chụp MRI chụp 2 lần. Bởi vì cái hình ảnh nó hơi phức tạp nên chụp một lần 1.5 và lần thứ hai là chụp 3 Tesla. À, thì ở đây mình sẽ có ghi nhận những bất thường như sau. Dạ, thứ nhất là một cái vị đại cái amidan. Thứ hai nữa. Dạ, thứ hai là vùng nền của vùng thái dương trước. Bên trái thì cấu trúc chắc chắn chất xám của nó không còn rõ giống như thái dương ở bên phải. Vùng thứ ba là nghi ngờ có một cái tổn thương tăng tín hiệu ở vùng thùy đảo của bên trái. Dạ, thì đây cũng là một hình ảnh chỉ ra rõ hơn về cái vị đại amidan của phía bên trái ạ. Tiếp theo thì em đã làm thêm cái kỹ thuật tiếp theo nữa, đó là kỹ thuật VBM chồng hình MRI của bệnh nhân với cái hình MRI bình thường. Thì ghi nhận thứ nhất đó là đối với cái vùng đầu tiên là vùng amidan á, thì mặc dù có vị đại nhưng mà cấu trúc so với bên phải thì không có gì thay đổi. Vâng, thứ hai nữa khi chồng hình thì phát hiện ra là cái vùng nền và vùng phía sau có rãnh ngay vùng thái dương và vùng chậm của bên trái nó có một vị trí cấu trúc nó tăng tín hiệu và cái vỏ não nó trở nên dày hơn ạ. Thì vì những khó khăn trong hình ảnh học như vậy thì
không xác định rõ được cái sang thương chính xác vị trí nào. Bên đơn vị em quyết định là chụp thêm một cái hình ảnh nữa, đó là chụp hình ảnh bét, vì mình biết là cái bét này thì bệnh nhân chưa có được trả bảo hiểm y tế nên chi phí khá là cao ạ. Thì trên hình ảnh bét này thì ghi nhận chủ yếu là vùng giảm cái chuyển hóa vùng thái dương bên trái, chủ yếu là thái dương trước bên trái và một phần thủy đảo của bên trái ạ. Bệnh nhân cũng được đánh giá về test tâm lý thần kinh, mặc dù thì tổn thương cơ nghĩ là từ thái dương bên trái nhưng mà trên về test trí nhớ thì chưa có ghi nhận gì bất thường. Thì tóm lại đây là một trường hợp lâm sàng mà cái cơn biểu hiện của cơn động kinh khá là đa dạng, với có thể vùng thái dương trong ngoài bên trái và một phần của thùy trán. Vùng kích thích có thể vùng thái dương trước bên trái, vùng khởi phát cơn động kinh cũng là từ thái dương trước bên trái. Sang thương chụp được trên hình ảnh học MRI và vùng bét thì nghi ngờ là vùng thái dương trước trái, có thể ở amidan và thùy đảo bên trái. Vùng khiếm khuyết của chức năng thì không ghi nhận. Thì ở đây mình cũng có thấy được là như phần trước thạc sĩ Minh Anh cũng nhắc đến cái epilepsy network đó, thì một cái tổn thương của một cái vùng thái dương thì nó có thể biểu hiện triệu chứng ở nhiều vùng khác nhau thông qua các bó liên kết ạ. Thì từ tổng hợp những cái thông tin trên thì mình khả năng cái vùng sinh động kinh nhiều nhất ở bệnh nhân này là vùng thái dương trước bên trái và khả năng là vùng nền ạ. Vậy thì đây là trường hợp động kinh cục bộ kháng trị ổ sinh động kinh nghĩ nhiều nhất là vùng thái dương trước bên trái, thì quyết định là phẫu thuật cắt thái dương trước. Tuy nhiên vì khó khăn trong việc xác định có ổ sinh động kinh nên quyết định là sử dụng đo điện não bề mặt trong lúc tiến hành phẫu thuật. Đây là hình ảnh đo điện não đó, bề mặt trong lúc phẫu thuật và cái hình ảnh MRI hình ảnh gắn trên cái định vị 3D ạ. Thì khi ra thì những cái vị trí chấm đỏ như thế này là những vị trí ghi nhận có sóng bất thường. Thì khi phẫu thuật cắt thì cho em hạn chế, bởi vì đây là vùng bán cầu bên trái, bán cầu ưu thế của bệnh nhân nên không thể cắt quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến vùng mạch nít của bệnh nhân ạ. Thì đây là hình ảnh sau phẫu thuật của bệnh nhân. Thì đối với trường hợp này thì cho em không có phải là cắt ATL theo kiểu cổ điển nữa, mà chỉ cắt dựa trên một phần của trên hướng dẫn của điện não bề mặt, nên chỉ cắt ở phần nền và một phần ở phía ngoài. Theo hướng dẫn của cái điện não bề mặt, và có lấy cả amidan và phần hải mã ở phần đầu nữa. Thì kết quả giải phẫu bệnh của trường hợp này là viêm mãn tính, thì hiện nay bệnh nhân vẫn tiếp tục điều trị thuốc động kinh giống như trước khi phẫu thuật. Tần suất cơn thì thật ra bệnh nhân chỉ có 2 cơn lúc thời điểm đổi triptan và teriton do ảnh hưởng của thuốc, do thiêu mất hết thuốc bảo hiểm y tế thôi. Chứ ngoài ra thì bệnh nhân sau đó duy trì lại đổi lại triptan thì bệnh nhân không có cơn nữa. Chức năng thì bệnh nhân cũng chưa ghi nhận vì thăng phiền về trí nhớ, thì trí nhớ vẫn sẽ được đánh giá sau phẫu thuật 6 tháng. Đo cái thị trường bằng mắt thì cũng ghi nhận ấm điểm 1/2 trên ngoài bên trái không triệu chứng. Tuy nhiên thì cũng như phần trước em đã trình bày những khó khăn trong việc mà xác định ổ sinh động kinh trên bệnh nhân này, nên kế hoạch của bệnh nhân này là phải theo dõi cơn. Trong trường hợp mà bệnh nhân vẫn còn cơn, có thể sẽ tiến hành phẫu thuật thứ hai đánh giá lại vùng thùy đảo ạ. Thì qua hai cái trường hợp trên thì em xin có một số ý kiến như sau. Đối với những trường hợp mà bệnh nhân đã là động kinh kháng trị thì nên được đưa vào đánh giá trước phẫu thuật. Trong trường hợp đánh giá trước phẫu thuật mà mình xác định được ổ sinh động kinh thì phẫu thuật động kinh nên được tiến hành hơn so với việc là tiếp tục sử dụng hai thuốc, ba thuốc, sử dụng thêm thuốc. Ở đây mình sẽ thấy được hai cái biểu đồ, đó là trường hợp thứ nhất là tỷ lệ cơn động kinh mất ý thức và tỷ lệ cơn động không cơn động kinh. Thì cả hai trường hợp thì so sánh giữa việc phẫu thuật với đường thứ hai này là tiếp tục các thuốc điều trị nội khoa, thì sự khác biệt của này là có ý nghĩa ạ. Đối với trường hợp phẫu thuật thì mình sẽ lấy được cả sang thương, hoặc nếu không lấy được sang thương thì chúng ta có thể cắt được các liên kết, giảm được các cơn động kinh. Tuy nhiên khi phẫu thuật thì mình cũng sẽ giải thích bệnh nhân về những vấn đề liên quan tới chi phí, ảnh hưởng đến chức năng. Mặc dù thì trước phẫu thuật thì lúc nào cũng cố gắng đánh giá chức năng cho bệnh nhân. Tập có bài tập tâm lý, đặc biệt đối với vùng thái dương là luyện tập có bài tập về trí nhớ. Và cuối cùng thì cũng không phải là bệnh nhân nào cũng phải phẫu thuật được ạ. Thì chắc cũng phải chờ những biện pháp khác nữa. Dạ, phần trình bày của em đã hết ạ. À.